Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, hôm nay kênh sẽ phân tích cho các bạn nghe một quân bài chưa lật mà Việt Nam dành cho Trung Quốc. Vâng, đó không phải là cái gì xa lạ mà chính là chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Dành cho những bạn nào chưa biết thì chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam được công bố trong sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 là một phiên bản mở rộng của chính sách 3.0 nổi tiếng. Chính sách 3.0 lần đầu tiên xuất hiện trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam vào năm 1998 và sau đó nó được tái xuất hiện trong sách trắng vào năm 2004, vào năm 2019. Sau 21 năm duy trì chính sách 3.0, năm 2019 Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng với 4.0. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Nay thêm một điều nữa là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Vấn đề ở đây là ý nghĩa của chính sách 4.0 là gì? Hãy cùng xem xét. Khi ta đang nói đến quốc phòng của một nước là ta đang nói đến những vấn đề cần phải sử dụng đến lực lượng quân sự để đối ngoại như tấn công xâm lược nước khác hay phòng thủ trước sự xâm lược của nước ngoài. Với Việt Nam chắc chắn sẽ không đem quân xâm lược những quốc gia khác ở cách xa như là Mỹ, tấn công Iraq, Afghanistan, lực lượng quân sự của Việt Nam chỉ phòng thủ đất nước. Như vậy, các xung đột có thể phát sinh sẽ chỉ xảy ra giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Xung quanh Việt Nam có các nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc có đường biên giới trên bộ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei có đường biên giới trên biển. Như vậy, rõ ràng là Việt Nam không cần thiết phải đặt vấn đề như liên minh quân sự hoặc cho nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự chỉ để chống lại sự đe dọa từ Lào, Campuchia hay các nước Đông Nam Á khác. Tự thân lực lượng quân sự Việt Nam có thể hoàn toàn giải quyết khi xung đột với các đất nước này. Vậy lẽ trên tất cả chính sách quốc phòng của Việt Nam dường như chỉ nhằm vào một đối tượng đó là Trung Quốc. Nhưng xem xét kỹ hơn, ta có thể thấy trong 4.0 nêu trên, chỉ có 3.0 đầu là mang ý nghĩa về mượn sức mạnh nước ngoài và cầu không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Điều này liên quan đến thực lực của bản thân Việt Nam. Rõ ràng, đây là điều để trấn an các nước xung quanh. Hãy cùng xem xét kỹ hơn một chút vấn đề về chính sách mới được thêm vào. Như các bạn đã biết, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển, tạo động lực cho quân đội Việt Nam cùng phát triển theo. Trong những năm gần đây, quân đội Việt Nam đã được trang bị những vũ khí hiện đại mới, trong đó hải quân và không quân được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, với việc mua sắm, đóng mới thêm các tàu mặt nước, tàu ngầm, nhập khẩu nhiều máy bay chiến đấu, chế tạo nhiều mũi tên lửa. Rõ ràng là các nước xung quanh đã và đang cảm nhận được áp lực và sức mạnh quân sự của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam yêu hòa bình, nhưng các nước láng giềng vẫn ít nhiều cảm thấy lo lắng, kiêng dè với sức mạnh quân sự càng ngày càng đi lên, không thể che giấu nữa. Buộc Việt Nam vào năm 2019 phải công bố thêm một điều là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tất cả đều cho thấy tiềm lực cũng như thực lực của quân đội Việt Nam đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Quay trở lại vấn đề chính, như phân tích ở trên, ta có thể bỏ điều thứ tư trong chính sách 4.0 để quay trở lại với 3.0 nguyên bản được duy trì 21 năm nay, đồng thời thay Trung Quốc vào mục tiêu được nhắm đến ta có được như sau. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với các nước khác để chống Trung Quốc, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống Trung Quốc. Rõ ràng, sau khi đọc lại các mệnh đề trên, ta có thể thấy được những thông điệp mà Việt Nam muốn gửi đến Trung Quốc là Việt Nam trung lập. Việt Nam không muốn kéo vào vòng xoáy lợi ích của các nước lớn, cũng như Việt Nam theo đuổi đường lối tự chủ tự cường, miễn là Trung Quốc không vượt qua giới hạn. Việt Nam sẽ theo đuổi đường lối hòa bình, tạo ra một vùng đệm, vùng biên giới an toàn với Trung Quốc. Tất cả những điều trên là một quân bài chưa lật của Việt Nam, buộc lãnh đạo Trung Quốc phải cân nhắc thêm một lần nữa trước khi có các hành động chống lại Việt Nam. Bởi vì nếu ép Việt Nam vào con đường phải từ bỏ chính sách 3.0 nêu trên, đối với Trung Quốc chắc chắn là một sự tổn hại. Việc người Mỹ, người Nga hay Ấn Độ có căn cứ hải quân hoặc hiện diện quân sự tại Việt Nam sát nách Trung Quốc cũng như để một cường quốc ngoài khu vực đến và kiểm soát con đường thương mại huyết mạch của cả vùng Đông Bắc Á chắc chắn là một cơn ác mộng đối với Trung Quốc. Có nên ép Việt Nam phải trở mặt thành thủ? Ban lãnh đạo Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa có đáng hay không?
Đây chính là con bài lợi hại của Việt Nam, để người Trung Quốc tự lựa chọn giữa được và mất, để Trung Quốc không còn xu hướng tấn công Việt Nam như hồi năm 1979, khi họ cho rằng đang lưỡng đầu thọ địch. Sau tất cả, cho dù là chính sách 30 hay 40 thì cũng chỉ là những chính sách quốc phòng của Việt Nam, không được ghi chép trong hiến pháp nên nó dễ dàng bị thay đổi theo thời cuộc, phụ thuộc vào tình hình thực tế. Do đó, không phải Việt Nam đoạn tuyệt với liên minh quân sự, chẳng qua là hiện tại chưa cần thiết. Không cần tạo cớ cho Trung Quốc có những chính sách bất lợi với Việt Nam. Suy cho cùng, Việt Nam không cần thiết phải chống lại Trung Quốc cho lợi ích của các nước khác. Chừng nào thanh giới Việt Nam đặt ra bị Trung Quốc xâm phạm, Việt Nam sẽ bằng mọi giá bảo vệ đất nước, kể cả tranh thủ sự đồng tình của bạn bè quốc tế. Đối với trong nước, thì chính sách 40 giúp cho Việt Nam tự lực, tự cường, xây dựng quân đội mà không ỷ lại dựa dẫm vào nước ngoài. Việc chính bản thân trở nên mạnh mẽ, một lần nữa giúp cho việc liên minh hãy tận dụng sự hỗ trợ của nước ngoài đều trở nên dễ dàng và hiệu quả. Suy cho cùng, không ai muốn làm đồng minh với một kẻ yếu đuối phụ thuộc vào mình. Cũng không ai muốn kết minh rồi lại trở thành gánh nặng. Do vậy mà tự lực tự cường chính là chìa khóa để dễ dàng kết bạn khi liên minh. Thực tế cho ta thấy, cho dù Philippines là đồng minh của Mỹ, nhưng vì đường lối ngoại giao quá bạc nhược, quân đội yếu kém, nên vai trò của Philippines trong mắt Mỹ chắc chắn là không bằng Việt Nam. Thêm vào đó là chính sách 40 của Việt Nam, giúp Việt Nam nâng tiếng nói và vị thế đang ngày càng đi lên. Rõ ràng rằng, nếu cứ núp sau lưng những nước lớn và để họ nói chuyện thay cho mình, thì ngoài việc vai trò tiếng nói của mình mất đi giá trị, thậm chí còn bị nước ngoài buôn bán, bỏ rơi hoặc tận dụng xương máu của người Việt Nam vì lợi ích của họ. Chắc chắn rằng sẽ không có một ai, không có một đất nước nào có thể bảo vệ lợi ích và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam thay cho chính người dân Việt Nam. Sẽ không có một quân đội nào lại đổ máu để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam thay cho quân đội Việt Nam. Chắc chắn rằng không có một ai lại tự dưng đi hy sinh vì lợi ích của một kẻ khác. Họ chỉ có thể tham chiến vì lợi ích của chính họ hoặc khi họ nhận được một cái giá đủ lớn. Cho nên là cầu người chẳng bằng cầu mình. Video của kênh Tin Mới xin được dừng lại ở đây. Bạn có cảm nhận như thế nào và những điều nêu ở trên? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé! Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.